Bên đây phải của mình đó là chụp bắt lốp. Lốp chúng ta vẫn dùng cỡ lốp thông thuộc, đó là lốp 400-8, 3-4 vặn, được bắt vành và lốp có xăm, dễ thay thế. Lốp có gai chống trơn trượt 400-8, bạn nhìn kỹ cả trên này. Tiếp theo đó là trục bắt dao. Trục bắt dao thì chúng ta vẫn sử dụng loại phổ thông, đó là dao nhọn 3 lưỡi một vòng, có thanh chống lún và là 3+1 bằng 4, ta có thể chủ động thu hẹp được vào luống nhỏ to hoặc luống nhỏ. Đây, bà con thử nhìn đây. Tiếp theo là các cấm chống lún. Khi cần, nếu mà ta cày vào dụng cụ quá, ta phải bắt thêm cái này để cho thanh chống lún. Đây là ốc và các phụ kiện để ta bắt dễ dàng. Bên tay trái của mình rất quen thuộc, đó vẫn là bộ cánh yếm và xương bắt cánh yếm. Thanh chấm đất cần sang số phụ càng tay lái, và đây là hộp đựng đồ rất chủ động cho bà con đựng lên bỏ hết khi sửa chữa trên đồng ruộng. Tiếp theo là con ốc 16x16 để ta bắt cái tay lái vào đây. Tiếp theo đó là túi phụ kiện gồm có cờ lê và tô vít 12, 16, 10 và bộ hướng dẫn sử dụng của Kama và các cái ghim chốt phụ tùng để kèm thay thế. Tiếp theo nữa là chúng ta đi vào cái bộ hộp số, vẫn là hộp số trên và hộp số dưới. Hộp số dưới là dòng chuyển hướng là to hơn, nặng hơn so với dòng không chuyển hướng, được những cái ưu điểm hơn, ta chủ động. Và máy này có thể là vào dụng cụ quá, ta có thể thiết kế và ta đứng ở trên bờ để ta điều khiển, không phải trực tiếp xuống ruộng nếu mà dụng cụ tiến bụng từ những đầu mối. Vẫn là động cơ Kama 100% chuẩn, mã vạch khớp đúc đầy đủ, nhưng động cơ chuyển hướng các bạn nhìn có sự khác biệt. Vẫn là động cơ chuẩn nhưng nó có cái tính chất, thứ nhất là bầu lọc gió và ống xả ta quay ngược về phía sau của sản phẩm. Để tại đằng sau, cái thứ nhất là khi mà bà con cày trên ruộng dốc quá, ta phải nới một cái dây thừng vào đây, một người kéo để ta cày được ruộng dốc. Cái thứ hai là tránh cái hiện tượng khi mà bà con có cái bảo vệ này và cái cổ hút này đâm vào núi đá thì sẽ không bị gãy cái cổ hút bảo quản động cơ. Đây chính là cái mẫu 173 phun xuôi chuyển hướng, ưu điểm hơn, hiệu quả hơn và cơ động hơn cho bà con. Bắt đầu. Thầy vừa giới thiệu sơ lược với quý vị và bà con mẫu máy Kama 173S phun xuôi chuyển hướng chạy dầu. Với video này, thầy hy vọng bà con sẽ lựa chọn cho mình được sản phẩm phù hợp với tính chất công việc cũng như phù hợp với địa hình. Xin chúc bà con có những ngày mùa, vụ mùa, bội thu. Xin chào và hẹn gặp lại bà con trong những video tiếp theo. Xin chào. Ok.